Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mie Family Channel. Tiếp tục với chuỗi series khám phá Thái Lan cùng đoàn My Tour với mình nha. Thì giờ thì mình đang ở một chợ đêm Chót Phe nha các bạn. Chợ này nằm sau cái tòa nhà Rama chính nha. Nằm sau cái Central Plaza. Hồi xưa là nó gần đây thì nó có một cái chợ đêm, chợ đêm Ratchada. Nổi tiếng với món sườn cây khổng lồ, nhưng mà chợ đó đã dẹp rồi mọi người. Và bây giờ là làm một cái chợ mới, đó có tên là chợ Chót Phe, nằm sau Central Plaza nha các bạn. Chỉ cần đi BTS tới Ramanai, Ramakau, Ramachính là mình xuống chạm và đi vô đây tầm mấy trăm mét nha các bạn. Nếu như mọi người không đi BTS hoặc Amati thì các bạn có thể lựa chọn như là xe túc túc hoặc là taxi để tới chợ nha. Ở chợ đêm Chót Phe này thì cũng nổi tiếng là món sườn cây khổng lồ. Khi qua Thái Lan thì chúng ta sẽ thưởng thức cái món đặc trưng này của Thái nha, xem đặc sản của nó có khác gì ở bên Việt Nam mình không nha các bạn. Giá thì cũng rất là bình dân nha. Trong chợ này thì bán rất là nhiều món ăn nha. Ngoài món ăn thì chúng ta có thể mua sắm và vui chơi, có khu nhạc rồi cà phê ăn nhậu, rồi ăn uống rồi mua đồ mua sắm đó nha các bạn. Giá thì cũng khá gọi là bình dân ạ. Đây là quầy nước dừa ở Thái nha. Dừa ở Thái chủ yếu sử dụng là dừa dứa nha các bạn, nên uống rất là thơm luôn. Bình quân một trái là 40 bạc, tương ứng với 32.000, 30.000 nha các bạn. Trong chợ đêm này thì bán rất là nhiều món luôn. Cam ép nguyên chai nè, nhưng mà theo như mình thấy là nước cam ở đây không sử dụng bằng trái cam mà sử dụng bằng trái quýt đó các bạn. Còn ở đây thì người ta sẽ chặt ra lấy trái và bán như nước dừa bên mình đó. Nhưng mà dừa bên Thái các bạn cũng nên thử nha, vì hầu như bên Thái Lan là sử dụng dừa dứa nó rất cực kỳ thơm luôn và cũng ngọt nữa. Tiếp tục qua đây thì là những cái món đặc trưng của người Thái. Nhưng phía bên đây là sushi nha các bạn, thì cũng giống như sushi bên mình vậy, giá là 50 bạc một hộp, như vậy là 50 bạc nha các bạn, thì tầm 40.000 á. Giá cũng bình dân, không mắc lắm nha. Một cái xiên que như vậy là 20 bạc thì tương ứng với tầm 14.000 nha. Ở đây bán rất là nhiều món luôn, nhưng mà khi đến chợ Chót Phe thì các bạn phải thưởng thức món sườn cây khổng lồ nha. Hồi nãy thì đoàn mình đã thưởng thức rồi, nhưng mà mình quên quay lại cho các bạn cùng xem nó như thế nào nha. Nhưng hẹn các bạn ở video tiếp theo khám phá chợ Chót Phe cùng mình nha. Tiếp theo thì mình lại tiếp tục khám phá tượng Phật trên núi đá, tượng Phật giáp vàng nha các bạn. Ở đây là cái ống dòm nè, để mình nhìn lên đó mình tìm viên ngọc xá lợi ở trên tượng Phật các bạn. Nếu mà ai mà nhìn thấy là người đó rất có duyên luôn nha. Lại là tiếp tục hành trình, mình sẽ khám phá chùa Phật lớn nha các bạn, nằm ở Pattaya nha. Wat Phrayai, chùa Phật lớn. Mình đi lên đây là nó cũng nằm trong trung tâm thành phố Pattaya luôn. Ở trên đây thì lúc mình vô là cái tượng rắn rất là dài luôn nha. Rồi phía trên là tượng Phật rất là lớn nha. Phía sau nó có một cái tượng để mà khi mình xin á, mình dựng đồng tiền nếu đứng là gọi là linh nghiệm nha các bạn. Ở đây nó cũng có cái view để mình nhìn xuống thành phố biển Pattaya nè. Đây ở bên hông nó thì có những cái tượng Phật xung quanh nha. Ngoài ra ở đây thì mình có thể mua chim để phóng sanh nữa nha. Ở đây thì bán những cái quà lưu niệm như những cái tượng Phật đủ loại luôn nha các bạn, những cái dây đeo nhiều loại để các bạn lựa chọn nha, mua làm quà lưu niệm nè. Giá cũng rất là bình dân nha, không mắc nha các bạn. Ủa có chim không? Em muốn thả. Chỗ này thì cũng bán chim luôn nha các bạn. Ba con chim thì tầm giá 100 bạc nha. Các bạn có thể mua để phóng sanh nha. Và mua tại đây nha, giá là 100 bạc, tương ứng với 70.000 cho ba con nha. Bình quân một con là 20 mấy ngàn các bạn. Đây là những chú chim nè. Bây giờ thì mình sẽ mua thả nha. Chị Chính ơi.
để những người sau thả các bạn. Phóng sanh. Phóng sanh một cái chim bé nhỏ xinh xinh. Một cái mua hai người hai cái đi. 100 bạc là hai cái 200. Ở đây nè, cái ngoài đây thả nè. Ở đây cũng có bán rất là nhiều kit test luôn nha, một kit test chỉ có 69 bạc thôi các bạn. Mà bây giờ thì cũng đã bình thường trở lại rồi nên mọi người đều bình thường hết. Cho nên là đi Thái bây giờ mình sẽ không cần test đi lẫn test về nha các bạn. Khi nhập cảnh Thái Lan thì chúng ta chỉ cần mua bảo hiểm và apply xin Thái Pass là được nhập cảnh vào Thái Lan nha các bạn. Còn đi về thì Việt Nam mình cũng bỏ test rồi nên không cần test gì hết nha, rất là khỏe luôn. Và như bình thường vậy đó, tượng Phật rất là đẹp luôn nha các bạn. Lần đầu em mới đi đây, bạn em đi rồi, mấy đứa kia tour guide kia đi rồi. Bây giờ thì mình tiếp tục đi xuống và đi về khách sạn nghỉ ngơi một xíu, xong tối nay mình sẽ tiếp tục khám phá khu trung tâm của Pattaya, gọi là phố đèn đỏ, một trong những địa điểm rất là nổi tiếng tại Pattaya, Thái Lan nha các bạn. Những cái điêu khắc nè các bạn nhìn đi rất là tỉ mỉ luôn nha. Giờ thì mình đang đi dạo ở thành phố biển Pattaya nha các bạn. Thường ở khu phố đèn đỏ này rất là đông luôn nha, nhưng mà hiện tại thì khách du lịch chưa có nhiều, chủ yếu là chưa có khách Trung Quốc nữa, cho nên là rất là vắng luôn, và những gian hàng đóng cửa rất là nhiều luôn. Đó, đóng cửa rất là nhiều luôn nha các bạn. Thường là dọc đường như thế này nè là sẽ buôn bán rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì rất là vắng. Hầu như là khách Việt Nam mình cũng nhiều. Khách Tây thì cũng không thấy nhiều các bạn, cũng rất là vắng, không có được bao nhiêu khách hết trơn hết á. Cho nên là nhiều tiệm đóng cửa lắm luôn á. Ở trong cái phố đèn đỏ nó cũng rất là buồn luôn. Rất là ít quán ăn và nhà hàng để chúng ta lựa chọn nha. Và khi xuống Pattaya thì cái đặc trưng và cái đặc biệt của ở đây chính là massage food nha các bạn. Nó rất là rẻ luôn nha. Nó rẻ hơn so với ở Bangkok nha các bạn. Thường thì giá bình quân ngày xưa mình làm là 150 bạc nhưng bây giờ lên giá là 200 bạc nha các bạn, tương ứng 140 ngàn cho một giờ massage chân nha, bằng với giá massage Thái cổ truyền luôn. Hồi nãy thì đoàn mình cũng đã massage rồi. Giờ thì mình sẽ đi bộ để vui nhộn cho các bạn cùng tham quan nha. Đó, quang cảnh thì rất là buồn luôn, không có vui gì hết trơn á các bạn. Những cái con hẻm bình thường rất là nhộn nhịp đông vui, nhưng mà hôm nay thì rất là vắng luôn nha. Đặc trưng ở Pattaya City này đó chính là xe sổng thẻo nha các bạn. Đây là xe sổng thẻo nè. Thì mọi người sẽ lên xe và thường nó chạy theo tuyến nha. Và khi mình bắt một tiếng bình quân bây giờ là 20 bạc nha các bạn. Một tiếng một chặng ngắn đó các bạn, và tầm 1 km thì là giá là 20 bạc. Nó cũng cao hơn so với giá ngày xưa nha. Ngày xưa thì tầm 10 bạc. Đường xá ở bên Thái Lan thì nó sẽ chạy ngược hướng so với Việt Nam mình nha các bạn. Bên đây thì chạy thuận bên tay trái, còn bên mình thì bên tay phải nha. Nên khi qua đây thì các bạn phải đi ngược lại so với bên mình nha.
Về tốc độ và xe cộ ở Thái thì xe hơi rất là nhiều luôn, và tốc độ họ chạy cũng khá là nhanh hơn so với bên mình nha. Đợt này lâu lắm rồi mới quay trở lại Thái Lan, trở lại Pattaya. Thì thấy ở Pattaya rất là buồn luôn, không có đông vui như mọi khi mà trước dịch mình đi nha. Này là mình đi sau dịch, rất là buồn luôn nha các bạn. Ít xe nè, ít người nè, ít quán nè, mọi thứ đều rất ít luôn nha. Nên xuống Pattaya rất là buồn nha các bạn. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn cùng xem đường xá Pattaya nha. Rồi mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi và tiếp tục cho những video tiếp theo của mình nha. Vô cái con hẻm này là cực kỳ tối luôn nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu thích video của mình, xin các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nha, để mình có động lực để ra các video tiếp theo nha. Hãy để lại comment để mình có rút kinh nghiệm và thêm những video tiếp theo nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn.